Ok, xin chào các bạn. Thế giới công việc toàn quốc xin chào các bạn. Hôm nay Thế giới công việc toàn quốc xin giới thiệu với các bạn một bộ máy BQ năm 2036 nhá. Con máy này là con máy mini thì nó có cái những tính năng như thế nào cũng như là cái máy khỏe đến đâu thì hôm nay shop Thế giới công việc toàn quốc xin giới thiệu với các bạn nhá. Số hotline của shop là 0964291858. Tôi đọc lại số hotline của tôi là 0964291858 thì các bạn có thể đặt hàng cũng như là cần hỏi về tư vấn máy cũng như là tư vấn máy là một ngày tư vấn các cái phụ kiện sử dụng cho các ngành nghề khác nhau như là làm gỗ, làm đá, làm dây ly, làm móng tay, mài móng tay hay là làm bonsai hay là làm sizen đánh bóng trên các chất liệu khác nhau, trên các chất liệu như nhôm, đồng hay là đá ngọc hay là đánh bóng trên gỗ thì các bạn thì liên hệ với shop qua số hotline 0964291858. Thì hôm nay shop xin giới thiệu với các bạn cái bộ máy khoan BQ năm 2036. Con máy này hàng Đài Loan, có hàng Trung Quốc có, nhưng hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn con máy hàng Đài Loan nhé các bạn nhé. Con máy hàng Đài Loan, con này có dòng vào là điện áp từ 100 đến 240V, input output ra là 12V và 1,5A, cục sạc rất xịn sò luôn. Đây, các bạn review cho bạn thấy cục sạc rất xịn sò luôn, của nó xịn sò mà. Con máy này như tôi đánh giá cầm trên tay và cầm cục sạc trên tay, tôi thấy con máy này cũng tương đối ok cho cái sản phẩm mà cùng dòng tiền. Nó vào khoảng tầm hơn 200.000, nhưng con máy này rất là nói chung là cầm về cái tay này rất là chắc này. Về thiết kế ngay từ bên ngoài này các bạn nhìn thấy nhá. Đấy. Tổng thể bên ngoài của nó nhìn cũng rất là trang nhã và đẹp đẹp mắt. Đấy. Đây, công tắc đây. Đấy, công tắc của nó thiết kế cũng rất là đẹp nhá. Nguồn cắm ở dưới nít nhá. Đấy. Các bạn cầm con máy này rất là khuôn tay nhé. Tổng đo chiều dài của nó là bao nhiêu nào? Con máy này có tổng chiều dài là 10 cm. Đó. Đây. Review bé tí này. Nhưng con máy này chắc chắn như tôi nhận xem là trên Castro này cũng hay đấy. Con máy này kẹp mũi mở rộng đấy. Con máy này kẹp mũi mở rộng từ 0.5 đến 3.2 nha các bạn nhé. Rất dễ, các bạn rất dễ mua phụ kiện nhé. Đây, tôi đi review vào con máy này xem nào. Đây, phụ kiện của nó đây. Á chà, xịn sò nhiều thứ hết nhỉ. Đây, giáp tròn này, cán này, bộ đầu đồng 5 chiếc này, đĩa cắt gỗ 1 chiếc này. Đấy à, xịn sò ấy, có cái đĩa cắt gỗ này. Đấy. Đĩa cắt gỗ 1 chiếc này, mũi khoan này, mũi khoan 2 chiếc này. Cái mũi khoan này là mũi khoan 1 ly này, mũi khoan này mũi khoan 3 khoan 2 ly này, đúng không? Đo thử biết ngay. Đấy. Đúng rồi, mũi khoan 1 ly và mũi khoan 1,5 ly, hai mũi khoan, 4 viên đá này, ở đâu 3 mũi khoan này. Đấy, còn mũi này mấy ly nữa này, ôi có 3 mũi khoan nhá, 1 ly 0,9, 1,1 và 1,5. Đấy, có 3 mũi khoan, hai mũi mài, cái này là kẹp đĩa cắt gỗ, còn cái là kẹp bông đánh bóng. Ok, vì bây giờ con máy này đấy, đúng con máy này bạn, tôi nhận định các bạn thấy đấy là con này là có đầu kẹp từ con này có đầu kẹp từ 0.1 à 0.5 cho đến 3.2. con này kẹp rất rộng, về các bạn mua đồ phụ kiện nó rất là dễ. Đây là đang đầu kẹp 3 chấn 3 ly.
Thì các bạn mua con này, mua đầu kẹp à, mua phụ kiện rất dễ. Nó là sử dụng từ 0.5 đến 3.2, các bạn mua con máy này các bạn mua phụ kiện dễ lắm các bạn nhé. Đây, ok. Thì mình test thử cái tốc độ của con này này. À, được đấy. Con này tốc độ ổn đấy. Con này mài giữa đây đi được các bạn nha, được đấy, mài đánh bóng được đấy, tốc độ con máy này ổn đấy, ok, về mài con này được đấy, thử khoan tính năng khoan đấy xem nào. Khoan mũi 1 ly đi, 1 ly 1 đi, xem cái đầu kẹp nào vừa 1 ly 1 đây thôi. Đầu này hơi bé, đầu này bé đây, đây rồi. Tôi thử khoan mũi khoan này đi, test mũi khoan luôn hay là chơi hẳn mũi khoan to đi cho lịch sự. Rồi, ok, chơi hẳn mũi khoan to nhất đi. Xem test xem con máy này. Tôi chơi hẳn mũi khoan 1,5 phân nhá. Xịn sò luôn. Test luôn xem như nào. Ok. Mũi khoan này mũi khoan gỗ. Chơi luôn. Chả nhẽ mang cái Eto lên kẹp cho lịch sự. Thôi. Thế thì cầm tay cho nó máu. Ấy, đồng tâm đấy. À, khoan nhá, chuẩn bị khoan các bạn nhìn nhá. Rồi. Này, cầm này hơi ghê đấy. Được đấy. Được. Thì mũi này như tôi đánh giá là con mũi này đi theo là cũng không được sắc lắm. Hay là mình chưa có lực tì mấy, mình phải tì xuống dưới này. À không, mũi sắc đấy, chẳng qua là ở trên mình không có được tì. Đây, trên không có được tì các bạn. Tôi khoan xiên cho các bạn xem nhé. Giờ thì khoan xiên được rồi, ở trên lúc mình cầm tay không có được tì. Con máy này khỏe đấy. Tôi đã xiên được rồi đây này các bạn này. Mừng thế. Nè. Ok. Xiên này. Đó. Đấy, con máy nó khỏe đấy, khoan mũi to này cơ mà, khoan gỗ, ui, xiên luôn. Đấy, con máy nó khỏe đấy các bạn nhá. Khoan mũi 1.5 mà không bị dắt máy. Máy không hề dắt tí nào luôn, xiên một lẻo. Lúc anh tôi để cầm như này nó không có điểm tì, cầm xuống dưới này, điểm tì. Có điểm tì phát cắt được ngay, à khoan được ngay. À, tôi lắp miệng chân gỗ cho các bạn test cho các bạn nhé. Đây. Đây, đĩa căn gỗ theo này. Và cái cán của nó chính là cái đầu cái cán có cái đầu đỏ đỏ này là để lắp đĩa cắt gỗ nhé. Giữa cái cán này thì nó có 2 cái lõng đen thì các bạn bớt lại 1 cái lõng đen và tháo ra 1 cái lõng đen. Để đảm bảo cái đĩa cắt nó vào giữa 2 cái lõng đen thì các bạn phải tháo 1 cái lõng đen ra nhé. Đây, nó có cái lõng đen này, đấy, tôi phải tháo nó ra này. Ừ, đấy, tôi phải tháo nó ra này. Và tôi lắp cái đĩa này vào xong này. Đấy, giờ tôi phải ốp cái lõng đen này lên này. Đấy, đảm bảo bên này có lõng đen màu đỏ này. Đúng không? Có lõng đen màu đỏ này, và bên này tôi có cái lõng đen màu đỏ này. Đấy, như này thì nó sẽ ép vào cái đĩa. Nó chắc hơn, khi đó tôi phải vặn con ốc này vào. Đấy. Để mà chắc thì các bạn phải dùng tô vít. À, dùng tô vít mini các bạn siết chặt nó lại. Đây, dùng tô vít siết chặt nó lại. Nhưng các bạn cầm trên này nó sẽ hơi bị khó. Thì tí nữa gá lên máy các bạn siết nó dễ hơn. Đây. Thử như cái đĩa cắt này, các bạn gá lên máy này. À quên, đang sử dụng cái đấy các bạn bây giờ hiện tại cái này đang không vừa này. Vừa nãy tôi lắp cái đĩa cắt
nắp mũi khoan 1.5 trên bên bơi, cái đầu này là 3 chấm không vào vừa này. Đây. Đấy, loại là tôi lắp cái đĩa cắt à, loại tôi lắp cái mũi khoan 1 ly rưỡi. Bây giờ cái này là 3 ly cho nên không lắp vừa, cho nên mình phải thay cái đầu đồng khác. Đây, thay cái đầu đồng khác của các bạn ra này. Và các bạn thay cái đầu kẹp 3 ly vào. Làm sao các bạn biết nó vừa hay không? Chưa cần vặn, các bạn thử luôn cái này. Tống vào đây, vừa. Ok. Vừa được này thì bắt đầu các bạn siết con đầu đồng. Số hotline của shop là 0964291858. Hotline 0964291858. Đây. Siết chặt này. Các bạn siết con ốc này thật chặt này. Rồi, bây giờ các bạn siết đến cái đĩa này. Như này sẽ đảm bảo là các bạn siết chặt. Đấy, ok. Thì bây giờ các bạn mới mang ra các bạn cắt gỗ. Tiếp tục tôi cắt gỗ thử nhá. Xem con máy chất này thế nào này. Ai à, con máy nó khỏe lắm đấy. Con máy nó khỏe lắm. Con máy nó khỏe đấy. Gọi vặn chưa được chặt cái đĩa lắm. Con máy này khỏe đấy các bạn nhé. Ok. Con máy này khỏe đấy, cắt được đấy. Ok, đứt rồi đấy. Đây này. Đứt rồi đấy. Con máy này các bạn gia công được. Gia công trên các chất liệu khác nhau được. Con máy đã cắt được gỗ như này là con máy khỏe đấy. Các bạn có thể làm gỗ lũa bonsai, làm mài móng tay, mài móng làm neo hay là đánh rũa, đánh bóng, điêu khắc, con này điêu khắc được đấy. Con này điêu khắc thì các bạn nên kết hợp với bộ mũi Wolfram nhé. Điêu khắc các bạn kết hợp với bộ mũi Wolfram này thì các bạn làm điêu khắc gỗ lũa, làm bonsai thì các bạn hay là rạch khía thì các bạn dùng cái mũi Wolfram này, nếu làm trên chất liệu gỗ hay là đây. Các bạn nhìn thấy chưa, đi đường nào ra đường ý chưa. Đây, tôi đi đường nào ra đường ý luôn này. Đi sâu này. Đi sâu đấy. Nói chung là con máy này, con máy này rất khỏe. Mã của nó là 036. Con máy này khỏe. Các bạn làm lũa bonsai, làm gỗ hay là đánh bóng, con này đều rất tốt. Con này của nó đầu kẹp rất mở rộng, đầu kẹp từ 0.5 đến 3.2. Các bạn mua phụ kiện cũng dễ, mua phụ kiện của nó, kể các bạn nào không biết về máy các bạn vẫn mua được phụ kiện cho nó. Nó không hề kén mũi như các con máy khác. Đấy. Phụ kiện của nó có đi theo này cũng khá là đầy đủ và nhiều. Thì cái này nó hỗ trợ các bạn từ khâu mài, khâu đánh bóng hay là cắt đều có hết rồi. Thì con này như tôi đánh làm người bán hàng, tôi đánh giá con này khá cao, tại vì cái tính năng của nó là khoan, cắt, điêu khắc đều được hết. Với so một con máy mini như này là khỏe, thì vì nhiều các con máy mini không thể được đạt đến công suất như này được. Để biết thêm thông tin chi tiết về con máy này cũng như là các cái phụ kiện ấy, thì các bạn thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0964291858 để được hướng dẫn đặt hàng cũng như là hướng dẫn về các bộ phụ kiện sử dụng cho các ngành nghề khác nhau, như ngành làm gỗ, làm đá, làm ngọc hay là đánh bóng
thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho các bạn về các ngành nghề khác nhau để các bạn tiện bề các bạn gia công đỡ phí các cái đồ dụng cụ làm daily, tuy nó bé nhưng nó rất là đắt, trông nó bé 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 tí tí này thôi nhưng nhiều đồ rất là đắt các bạn ạ. Có những cái phụ kiện nó bé như này lên mấy trăm nghìn, đó là chuyện bình thường. Cho nên để mà tiết kiệm và giảm thiểu chi phí thì các bạn thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0964291858 hoặc là qua Zalo trao đổi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách thức mua hàng và cách thức sử dụng các cái bộ dụng cụ khác nhau để đạt những hiệu quả cao cho công việc mà các bạn không phải mày mò nhiều. Mày mò dẫn đến là nhiều cái là hơi bị lãng phí tiền của và thời gian thì các bạn thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 0964 291858 để được trợ giúp cũng như là tư vấn về sản phẩm hay là phương thức đặt hàng hay là về các phụ kiện để các bạn gia công tất cả các ngành nghề. Đấy, tôi vừa review cho các bạn thấy như là con BQ hàng Trung Quốc 036. Con này là hàng Đài Loan, quên mất, con này hàng Đài Loan. Con này tính năng của nó ưu việt, khỏe, có độ phụ kiện và đầu kẹp mở rộng, giúp các bạn mua phụ kiện dễ, đầu kẹp mở rộng đi từ 0.5 đến 3.2 các bạn nhé. Con này thì các bạn kể cả bạn gái bạn trai kẻ không biết vẫn có thể mua được các bộ phụ kiện của nó thay thế, nếu mà không biết thì các bạn vẫn có thể mua được, còn nếu cần thì các bạn sẽ gọi đến tư vấn chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về các bộ phụ kiện và tương ứng với các sản phẩm mình gia công. Ok, Thế Giới Công Nghệ Toàn Quốc xin kính chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, thành công. Chúng tôi xin chào các bạn nhé. Các bạn đừng quên theo dõi sub của chúng tôi cũng như là cái số hotline Zalo 0964 291858 nhé các bạn nhé.